Rồi, ok chào bạn, chúng ta trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi lên server nha. Bữa nay là đấu đơn. Thì hôm trước mình có lên thêm được một món 6 sao này các bạn này. Đó, hiện tại thì cái bỏ qua né tránh của mình đã được 22%. Và chính xác là 1.001. Đó, mình đã bỏ một viên tấn công đi và thay vào một viên chính xác. Chính xác chỉ số mắc luôn này các bạn này. Đó, hôm trước mở capsule hơi bị hên. Rồi, hy vọng hôm nay thì mình có thể đấu lại được mấy ông Goku nha. Thì có một cái mẹo cho các bạn, đó là vào càng muộn càng tốt ấy. Đó. Nếu mà các bạn vào sớm quá ấy, thì các bạn sẽ bị cả khu nó dí. Còn nếu mà các bạn vào muộn thì các bạn sẽ dí người ta. Đó là như thế các bạn. Và có một cái mẹo ấy, dành cho những bạn nào không có đủ khả năng để tham gia những cái trận đấu này ấy, thì các bạn có thể kiếm xu bằng cách là đi làm khán giả. Đây. Như kiểu ở đây mình sẽ cho một nick phụ mình vào nhé. Cứ đứng đây để cho nó cho người khác đấm này. Chả sao cả, hoặc là tí mình vào sau cũng được. Đó, khi nào bắt đầu rồi mình mới vào ấy thì mình vẫn có thể nhận được xu thông qua cái việc mà làm khán giả nhé. Đó, cho nick này lên làm khán giả để kiếm tí xu các bạn. Rồi, các bạn thấy chưa? Cái tác dụng của việc vào muộn ấy, vào muộn là mình chỉ có đi đấm chúng nó thôi. Còn nếu mà vào sớm quá ấy, thì người khác sẽ đấm mình. Mình cứ đợi còn 30 giây mình mới bắt đầu vào. Rồi, chuẩn bị vào vòng trong nha các bạn nhá. Thì mình đã vượt qua vòng loại với mức điểm khá là tốt, 130 điểm. Từ 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 từ. Mới vào thì mình phải xem thông tin đối thủ đã. Thế không phải lo các bạn. Được rồi. Đơn giản. Mình không được coi thường đối thủ các bạn ạ. Cứ mới vào là mình kiểu gì mình cũng phải xem thông tin đối thủ trước đã. Xem là như thế nào, xem có nên gồng hay không. Rồi, chuẩn bị vào vòng trong nha các bạn nhá. Hy vọng là mình sẽ không gặp Goku online quá sớm. Gặp sớm là phải hợp thể luôn đấy. Giữ được cái hợp thể cả sang vòng 3 thì tốt các bạn ạ. Ai đây, ai đây, ai đây. Ôi, tôi chết mẹ rồi. Hợp thể luôn, hợp thể luôn các bạn. Hợp thể luôn, hợp thể luôn. Biến khỉ nha. Bao nhiêu né ta? 7k2 né các bạn. Quay lăng quay tay rồi. đấm đau quá, đấm đau quá. Đen quá, gặp luôn từ vòng 2 các bạn ạ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi, chết rồi, phải chạy rồi, phải chạy rồi. Giây nữa có. Thôi chết mẹ rồi. Chóng nhiều vậy ta. Cứ bị choáng lúc Big Bang là thế nào ta?
Ôi, hên thế nhở. Thắng rồi. Được hên nước quả Big Bang chí mạng các bạn ạ. May quá Big Bang chí mạng. Nhường tôi một hôm. Đó, ở Liên Server thì chúng ta là đồng hương. Còn có gì thì về ao làng đấm nhau các bạn. Rồi, chuẩn bị vào vòng trong nha các bạn nhá. Mặc dù là mình chưa hồi skill đâu, nhưng mà mình nghĩ là chắc vẫn kịp hồi khỉ để mình đấu tiếp các bạn ạ. Không biết là mình sẽ gặp ai đây ta. Đây, mình đã sử dụng cái thủ thuật. Đây, và mình sẽ gặp Goku. David Hunter các bạn ạ. Hợp thể còn bao nhiêu giây ta? Mình không xem được hợp thể mình còn bao nhiêu giây nữa. Thế là cái chiến binh mạnh nhất rồi các bạn ạ. Ok. Được cái chiến binh mạnh nhất rồi. Được chiến binh mạnh nhất rồi. Ngon quá. Để mình nhận thưởng nha. Thưởng tích lũy. Rồi thì thôi, chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và... À từ từ. Đây, cái nick mà vừa nãy mình cho vào để làm khán giả đấy. Mình sẽ nhận được phần thưởng. Thưởng tích lũy nha. Được 11.000 điểm đấy không? Như này như nó sẽ được khoảng 400.000 xu nếu mà về server. Đó, ok chưa? Rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới nha. Bye bye.